Đây, đây là team đầu tiên của chúng ta. Nếu mà mọi người nhìn thì mọi người cũng thấy bốn bốn support thì IDPS đây đúng không? Ok, thì nhưng mà cái team này thật sự đó chính là Faruzan DPS. Ok, thì Faruzan của chúng ta sẽ được sự support tăng đam của tất và giảm kháng của tất cả những người đồng đội của mình. Không, tại vì cơ bản hệ phong không có cái phản ứng gì nhiều trừ cái phản ứng khuếch tán ha. Cho nên là muốn là DPS thì cơ bản là chúng ta chỉ cần bút đam cho Faruzan là được. Cơ bản thì Zhongli ở đây thì sẽ cung cấp một cái lượng khiên đầy đủ và Faruzan của chúng ta sẽ có được cái sự mà vững vàng khi mà đứng chọi attack ha. Cái về build đồ thì cả Furina thì như bình thường thôi ha. Đó, build như thế này. Zhongli thì cũng build như bình thường thôi. Bennett thì cũng bốn tông thất. Còn cuối cùng đó chính là Faruzan thì mình sẽ chơi bốn sự ký đình đại cát, tại cơ bản nó tăng thẳng 40% đam trọng kích. Rồi thì cầm cây này nó cũng tăng thẳng 16% đam trọng kích luôn ha. Đó thì cơ bản thánh nhi vật các thứ vậy thôi. Thậm cung mệnh thì chắc chắn mình free của mình xấu rồi, nhưng mà cái cung mệnh thì nó chỉ ảnh hưởng tới cái đam đam buff của Chi Huy thôi ha. À, buff nhiều hơn cho Faruzan thì đồng nghĩa với việc Faruzan nó cũng khỏe hơn. Được cái Faruzan là một con tự buff tự ăn cho nên là khá là khỏe. Và thậm chí cái thiên phú, hai cái thiên phú này mình chưa chưa max nữa, cho nên chúng ta sẽ test thử cái đội hình này liệu có hiệu quả hay không trong La Hoàng ha. Let's go. That's a lot of damage! Thế thì cơ bản mọi người thấy cái đầu đam của một chọt Faruzan nó cũng tầm 50 mấy ngàn ha. Nói chung nó cũng không tệ cho lắm ở một cái thiên phú xấu, nhưng mà chủ yếu cơ bản game này game support impact, cho nên là nếu mà có support là chắc chắn là chúng ta có thể xong content La Hoàng của game rồi ha.
Thế thì như cái đoạn hồi nãy mọi người thấy thì cái vấn đề duy nhất mà cái team gặp phải đó chính là ở việc thiếu hiệu quả nạp ha. Thì cơ bản là Faruzan này, biết mọi người biết là Faruzan khá là đói nạp, và cái team này chỉ có một Faruzan chỉ có 110 và mấy con còn lại không có đeo tay phong. Nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể bỏ gọi là fix cái điều đó bằng việc cho Zhongli đeo tay phong mà hoặc là Furina đeo tay phong hoặc cả hai đeo tay phong ha. Mình nghĩ Bennett vẫn nên những cái cây mà có base stack cao để mà giúp cho búp này mạnh hơn. Nhưng mà Zhongli lẫn Furina, nhưng mà mọi người cầm ống đồng với lại cái hắc anh thương này nó cũng không ảnh hưởng lắm tới cái việc mà kích búp cho con Faruzan. Và nó sẽ giúp cho Faruzan có thể quy và e nó đơn giản và full búp. Thì cái team thứ hai là team như thế này, mọi người cũng có thể thấy hơi dị ha. Không biết cái team này nó hoạt động như thế nào, cũng toàn support không. Nhưng mà thì như mình mọi người thấy cái cách sắp team của mình á, thì team thứ hai là team Bennett DPS, và nói đúng hơn là Bennett Plunge do bà cọ. Thì Bennett cái yêu cầu duy nhất của Bennett để chơi cái này đó chính là Bennett C6. Thật ra Bennett C6 bây giờ nó cũng không quá là cần gọi là quá là curse nữa, và mọi người cũng có thể lên một cách bình thường, không có yêu cầu gì lắm. Bennett lần này thì mình chơi 4 Marie Chelsea do là mình không có diệm liệt ma nữ chiến lược ha, và cầm ánh lá phán quyết. Nhưng mà mọi người cũng có thể cầm những cây ví dụ như là kiếm đen hay là cái đánh sói để chủ yếu lấy stat thôi ha. Nhưng mà anh lá phán quyết rồi các thứ nó khỏe hơn. Những con còn lại thì mình vẫn build standard thôi, bà cò chơi 4 công thức để búp nè, rồi Yelan 4 dấu ấn, rồi xong Kurina 4 đèn kịch hoàng kim thôi, standard ha. Đó thì giờ mình sẽ cho mọi người coi cái cách team này nó hoạt động trong La Hoàng như thế nào. はい。
Ok, cái team này thì mọi người có thể thấy là cái đam đầu ra nó to hơn hẳn cái team kia và cũng không có bị vấn đề nạp cho lắm. Bởi vì hai thủy nó nạp cho nhau nè, Sien Yun và cả Sien Yun dẫn lẫn Yelan đều chơi Tây Phong hết. Cộng thêm cái việc là Bennett các bạn sau khi combo WE thì sẽ các bạn có thể charge đánh thường nè, đánh trọng kích nè, nhảy đánh nhảy nè. Sau đó các bạn kiểu như là đánh nè, các bạn sẽ đánh thường nhảy đánh xong E cái đánh thường tiếp nên là nó kiểu nói chung combo rất là mượt mà và nói chung là cũng sẽ giúp nạp cho cả team. Và cái team này thậm chí các bạn cũng không cần quá nhiều thì quá nạp cho các mọi người nữa. Cơ bản là mấy đứa này thì nó chơi dấu ấn với lại các thứ thì cần thật ra không cần thiết nhưng mà nói chung là có cũng khỏe. Sen Yun thì chúng ta chơi Tây Phong rồi cho nên cũng không sao. Và cái mấy bia này mọi người cũng có thể thấy là Bennett không có một miếng nạp nào luôn ha, 131. Hiệu quả nạp 131 là do chính Bennett có chứ không phải là do Thánh Di Vật ha. Đó. Thì và đam đầu ra nó cũng khá là ổn ha, 100.000 đam, tầm hơn 100.000 đam một lần Bennett Plunge. Và E cũng có 50-mấy ngàn đam, Q cũng có đam. Cho nên là cái team này phản ứng khá là vui và nói chung là đam nào của Bennett cũng có. Nhưng nếu mà mọi người là một con sim Bennett thì mọi người có thể chơi cái team này để mà tối ưu hóa sức mạnh của Bennett ha. Hay và mọi người cũng có thể lên C6 luôn. Ok, thì như mọi người thấy cái team này của mình đó là một biến thể hiện tại của National ha. Furina, Bennett, Xianlin và Xin Chiêu. Nhưng mà National nào nó cũng phải có một cái thay đổi chứ. Vẫn có một đứa mà gọi là có thể có đam trong team. Và cái đứa có đam trong team đó chính là Xin Chiêu. Cho cái team này thì chúng ta cũng sẽ run Furina một cách khác một xíu. Đó chính là mình sẽ chơi 4 Thiên Nham. Thật ra cái vấn đề do mình không có đủ 4 của đoàn kỳ hoàng kim thêm một set thứ hai cho nên mình mới run Furina Thiên Nham ha. Bennett thì như bình thường mình cũng sẽ run như thế này. Xianlin thì vẫn sẽ lao xin cá và 4 dấu ấn ha. Nhưng mà khác biệt ở đây đó chính là Xin Chiêu. Thì khi chúng ta sẽ chơi đoàn kịch hoàng kim. Đó, set 4 đoàn kịch hoàng kim. Vũ khí thì mọi người có thể dùng kiếm tế lễ hoặc là dùng kiếm cây này hoặc là cây, nói chung mấy cái cây như là nanh sói các thứ cũng được. Nanh sói cũng sẽ tăng đam E. Cái con này là build Xin Chiêu E á. Có một người nói á, là Xin Chiêu E bự hơn cả Quy của Raiden ha. Nhưng mà kiểu như là nguyên cái cơ bản cái team này nó sẽ vận hành theo kiểu quick swap giống như Navia á mọi người. Kiểu như mọi người sẽ combo các thứ rồi ra con Xin Chiêu xong mà E một cái, sau đó rồi vô đánh mọi những con khác xong ra Xin Chiêu E thêm cái nữa. Tại vì cái set 4 đàn kịch hoàng kim thì là sau khi ra trận 2 giây nó sẽ xóa cái hiệu quả 25% cho nên mọi người để tối ưu cái vụ 25% bằng cách mọi người quick swap con Xin Chiêu ha. Ok, thì giờ chúng ta sẽ đánh thử cái team này để mà mọi người biết cách chơi của cái team này ha. Và mọi người coi đam luôn. はい。
Ok, thì từ nãy giờ mọi người cũng thấy là cái team này nè, cơ bản là nó cũng thực sự không quá cần cái quy của Xin Chiêu ha, chủ yếu có để mà đánh thường cũng ổn. Nhưng mà cái đam chính lần này lại là của E. Của E Xin Chiêu, do là cái bộ đàn kịch Hoàng Kim và mọi người sẽ chơi cái kiểu quick swap nhiều hơn. Và cái chỗ này nó quick swap, tất cả mọi nhân vật đều có thể lên để lấy đam và đánh thường và E rồi các thứ ha. Đó, như nãy giờ mọi người thấy thì mình đánh không hoàn hảo lắm, nhưng mà cái thời gian clear của cái team này cũng rất là nhanh. Trừ khi mọi người cần cái content nào mà bắt buộc phải quá group quái á, thì mọi người mới cần phải có một thêm một trừ thay Furina bằng Kazuha thôi. Nhưng mà mình đánh giá cái team này khá là cao và cái hiệu quả chơi cũng khá là vui ha. Tại vì mọi người có thể thấy được cái đam cực kỳ to của Xin Chiêu. Mình cầm tới lễ mà đam nó đã to như vậy rồi thì không biết là mình cầm cây của Ayaka hay là cây nào khác nó sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà mình cầm chú ý cây tế lễ để đá được hai lần á mọi người.